Ui. Tao đã nói với mày rồi, bỏ cái thằng khốn ấy đi. Ngoài kia thì thằng tốt hơn nó nhiều. Đầy thằng là thằng nào thì mày không nói. Đầy nhưng mà chả biết thằng nào được. Mày đứng thẳng lên, để tao gọi xe cho mày về. Vừa nãy tao gọi cho người yêu tao rồi. Anh ấy sợ tao về một mình không an toàn nên là anh ấy đến đón tao. Anh Hoàng, em muốn kiểu gì mà say khướt thế này hả? Băng nó có chuyện buồn nên em uống cùng với nó. Uống vài chai thôi mà. Thôi nào, đứng thẳng lên, anh đưa em về nào. Không. À, Băng, anh đặt xe cho Băng nhá. Nhà em cũng gần đấy, hay là anh cho em đi nhờ một đoạn. Chứ bây giờ quần áo bẩn quá không tiện. Cũng được, thế xe anh để đằng kia, mình đi thôi. Dạ. Nào. Không ngờ hai người lại dự định cưới sớm thế đấy. Cũng gần 30 rồi, sớm gì nữa. Với lại anh cũng muốn mau chóng về chung một nhà để có lo lắng cho Kiều Anh. Cứ theo kế hoạch, em giúp anh nhá. Kiều Anh mà biết anh tạo bất ngờ cho cô ấy như thế, chắc cô ấy phải hạnh phúc lắm ý. Anh Hoàng, em đến làm gì? Anh Hoàng, anh giúp em thôi. Em cứ từ từ đã. Có chuyện gì từ từ nói, em đừng làm như thế không ai đâu. Em uống nước đi. Dạ vâng ạ. Em xin lỗi vì đã đường đột đến đây, nhưng em không biết phải tìm ai nữa. Có chuyện gì thế? Nói cho em biết mà. Em chia tay người yêu, bị phát hiện hắn cắm sừng em. Nhưng mà hắn không chịu, hắn cứ theo dõi, khủng bố em, đòi quay lại. Vừa rồi khi đi làm về, em phát hiện hắn đang theo dõi em. Em sợ quá nên mới tìm anh. Em không muốn hắn biết chỗ Kiều Anh, rồi hắn sẽ làm hại Kiều Anh. Thế hay là em báo công an đi, chứ anh nghĩ để thế không được đâu. Như thế thì không ổn. Tại vì tội của hắn cũng chưa đến mức bị bỏ tù. Nếu mà hắn thù thì em sẽ không an toàn. Em nói cũng đúng. Thế bây giờ em định làm thế nào? Có một cách. Nhưng mà... Sao? Cách gì? Anh có thể đóng giả là người yêu của em được không? Sao em lại nghĩ ra cách đấy? Thật sự lần này em sẽ không nhờ sự giúp đỡ của ai nữa. Anh Hoàng, coi như anh nể Kiều Anh, giúp đỡ em một lần được không? Nhưng mà... hay là để hỏi ý kiến Kiều Anh nhá. Không được. Kiều Anh là người hay suy nghĩ, dễ tổn thương. Nếu như anh âm thầm giúp đỡ em, mọi chuyện xong xuôi thì sẽ không sao hết. Còn nếu như anh nói cho Kiều Anh biết thì cô ấy sẽ suy diễn linh tinh. Mà anh với Kiều Anh cũng sắp kết hôn rồi đúng không? Thôi được rồi, để anh giúp em. Đây là bạn trai của tôi, từ bây giờ đừng có bám theo tôi nữa. Cô nghĩ là tôi tin à? Anh đã nhìn rõ chưa? Hay muốn nhìn thêm nữa? Cứ chờ đấy. Em xin lỗi, nếu không làm như thế thì anh ta không tin. Thôi đủ rồi, nể tình Kiều Anh thôi. Chuyện đến đây kết thúc nhá. Làm tốt đấy. Tiền tôi đã chuyển qua tài khoản rồi. Check đi. Này. Anh cảm ơn. Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, làm việc thì làm việc, nhưng mà phải chú ý giữ gìn sức khỏe chứ. Anh không sao, chỉ là bị cảm một chút thôi mà. Mà sao dạo này anh làm việc kiểu bán mạng như thế? Hay là anh cần tiền gấp à? Em có giúp được gì cho anh không? Không, không có gì đâu. Anh lo được hết chứ mà. Anh có chuyện giấu em phải không? À thì cũng có, nhưng mà là bất ngờ dành cho em. Nên là em đợi một khoảng thời gian nữa nhá. Thôi.
Thôi anh ăn đi, để em ra ngoài lấy nước cho anh. Kể cả bạn trai là Thỏi Son, tất cả cô bày ra đúng không? Em có gì thua Kiều Anh? Kiều Anh còn thua xa em mà. Rồi sao? Tôi có bày ra tất cả những cái trò này để Kiều Anh chia tay thôi. Cô vui lắm đấy. Kiều Anh chia tay anh chứng tỏ là cô ấy không đủ tin tưởng anh. Không lẽ anh muốn cưới một người không tin tưởng mình? Em nói không đúng sao? Anh vẫn có thể chọn lại mà. Em vẫn ở đây, yêu anh, thương anh và lắng nghe anh. Em suy nghĩ kỹ rồi, anh quay lại với Kiều Anh đi, em sẽ rút lui. Chuyện đó đều đương nhiên, lần đó chỉ là sự cố mà thôi. Nhưng còn những lần sau nữa, đâu phải sự cố, anh vẫn đến với em mà. Em biết mình chỉ là kẻ thứ ba chen chân giữa anh và Kiều Anh mà thôi. Biết vậy là tốt. Ngày mai Kiều Anh sẽ công tác về. Em hứa là Kiều Anh sẽ không biết chuyện gì hết và cô ấy sẽ tha thứ cho anh. Anh sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với Kiều Anh. Em nói vậy ý là sao? Em với anh sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa. Hay là mày đừng giận anh Hoàng nữa. Thỏ Son đó là của tao để quên. Tao nhờ anh ấy giúp, nhưng cấp bách quá chưa kịp nói với mày. Cũng chỉ ra ngoài cửa đứng với tao thôi. Hai đứa tao chẳng có gì hết. Anh Hoàng dự định cầu hôn mày đấy. Ngày mai sắp xếp về sớm được không? Mày với Hoàng đã đến giai đoạn này rồi thì đừng vì mấy chuyện hiểu nhầm mà đánh mất nhau. Nghe, nghe giải thích đã. Kiều Anh, mày nghe tao giải thích. Lỗi tại tao, không phải mày nín, tao đã cho phép mày lên tiếng chưa? Cái tát này để nhắc cho anh nhớ ai là người cùng anh vượt qua biết bao nhiêu khó khăn ở bên anh. Từ lúc công ty đứng bên bờ vực phá sản cho đến lúc anh ốm đau bệnh tật à? Kiều Anh à, anh nhớ mà. Nhưng mà tất cả những gì em vừa nhìn thấy chỉ là bản năng của thằng đàn ông thôi. Sau tất cả anh vẫn quay trở lại bên em mà. Bản năng thì anh không có bản lĩnh để kiềm chế lại à? Một lần thì là tai nạn, chứ còn lần thứ hai thì nó là lựa chọn, là chính anh lựa chọn ngoại tình đấy. Còn mày nữa, không phải là cứ bạn bè là cái gì cũng dùng chung được đâu. Mày hơi nặng lời rồi đấy. Mày đã nghe tao giải thích đâu mà mày nói thông tệ tao như thế? Cùng lắm thì mày cũng chỉ là người yêu của anh Hoàng. Không giữ được cũng là do mày. Tiểu tam gì chứ, mày cũng đâu phải vợ của anh Hoàng đâu. Tư tưởng của mày đã thối nát đến mức độ này rồi à Băng? Vậy thì để tao cho mày biết cái giá phải trả cái dâm chồng của tao. Tao có thai rồi đấy. Tao có thai với anh Hoàng rồi. Mày giỏi thì đánh đi. Đứa trẻ không có tội, đánh mày
chỉ tổng là bẩn tay tao thêm thôi. Cảm ơn hai người đã cho tôi biết trên đời này có những loại người tồi tệ đến như vậy. Rồi, anh Hoàng, đứa con là con của anh, em thật sự đã có thai với anh. Cô thôi đi, tất cả là kế hoạch của cô, nhờ có cô mới có ngày hôm nay đấy. Em muốn con mình có bố, như thế có gì là sai chứ? Anh, cái đồ sở khanh khốn nạn, bọn anh đang mang bầu mà anh đi cặp kè với con khác hả? Cái thứ lăng loàn chắc nết như cô ấy, xứng đáng được làm vợ sao? Đàn ông có thể ra ngoài ăn bậy được, chứ không thể đưa một loại con gái như cô về nhà được. Để nó ra đi, rồi cút. Anh không thể đối xử với tôi như thế được, anh phải cưới tôi chứ. Cô về nhà mà nằm mơ đi. Đi rồi. Con tôi đâu? Con tôi! Thôi, khỏi phải tìm nữa. Đứa bé không chịu được đánh đập nhiều ngày như thế đâu. Bây giờ thì mày đã hiểu hậu quả của việc cướp bồ người khác là như thế nào rồi đấy. Cái gì là của mình thì sẽ mãi là của mình thôi. Toán tính tranh giành, cuối cùng mày còn lại được gì chứ? Một thân xác hoang tàn. Thôi, tới giờ rồi, vợ chồng mình về đi. Chồng. Đúng vậy. Mà cũng nhờ hai người nên tôi mới tìm được vợ của mình đấy. Anh Thành đây là đối tác quan trọng của công ty Hoàng, là một hợp đồng béo bở, nhưng mà chưa chắc đã ký được đâu. Anh sẽ không để yên cho hắn ta đâu. Cảm ơn anh. Thôi, mình về đi. À, quên chưa nói với mày, mấy em gái xinh đẹp mà tiếp cận với Hoàng ấy là do một tay tao sắp xếp đấy.